Tính ra, chúng tôi thật sự không có tiền. Không được cho. Không có tiền, không được cho. Không có tiền, không có lái. Tạm ơn đi mà. Quỳnh đợi ta một lát. Biến đi. Tôi không có tiền mà. Quỳnh giá. Tính ra. Tạm ơn đi. Hả? Bỏ đi. Không được cho. Để ta đi. Nè. Tao nói có nghe không? Tránh ra đi. Lùi lại. Nè. Làm ơn Quỳnh. Làm ơn Quỳnh. Này. Có tiền không? Nè, ở vào thành đi, mau lên, vào thành. Mau lên, vào đi. Mau lên, mau lên, vào thành thôi. Nhanh lên. Mau lên. Đi. Được. Không được. Tiếp tục tìm như vậy, ta thật sự không chịu nổi rồi. Tú Vân à, lòng của ta cũng như lửa đốt vậy. Nhưng mà nếu cứ tìm kiếm như vậy, tới lúc nào mới tìm được đây chứ? Bây giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác. Nếu đám trẻ đó không bị bắt, chắc chắn bọn trẻ sẽ ẩn nấp xung quanh đây. Nếu chúng đã bị bắt, nhất định bọn chúng sẽ bị giam giữ ở một nơi bí mật. Vậy chúng ta tìm người hỏi đi, được không? Không được. Thân phận của hai chúng ta đều không thích hợp đâu. Không có gì không thích hợp hết. Ta đi. Hey. Tú Vân à, cô cho ta chút thời gian đi. Ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn trẻ. Giỏi thiệt đó. Giả bộ cứng rắn hả? Không chịu ăn đúng không? Không ăn chứ gì? Có phải người bày đầu không? Hả? Ăn hiếp con nít thì có bản lĩnh gì chứ? Vậy cũng là ăn hiếp. Ngược qua đây ngay. Vậy không phải bản lĩnh. Muốn đánh nhau, chúng ta một chọi một đi. Ngươi mà đòi một chọi một với ta hả? Hả? Ngươi dám không hả? Vậy cứ thử đi. Nếu như ai thua thì phải liếm sạch sẽ đồ ăn ở dưới đất đó. Tiểu tử thúi, ngươi đợi mà liếm đi. Tiểu tử thúi, người đá vào đâu vậy? Thật là hả giận. Phải đó. Ai da. Người muốn đạp đứt. Rồi. Sao lại đi rồi? Người phải liếm sạch sẽ hết đồ ăn ở dưới đất cho ta chứ. Công tử, ngài tới rồi, mời. Ý, công tử thông thả nha. Đầu qua diện. Ấy trời ơi, khách quan ngài tới rồi. Mau tiểu thúy mau qua đây đi, mau tiếp đãi khách, hầu hạ khách cho tốt nha. Dạ trời, đại gia qua đây. Trời ơi, ế bối Lạc gia. Trời ơi, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Sao đây, nhớ ta sao? Trời đất ơi, ngài đúng là biết nói đùa mà. Bối Lạc gia, những ngày ngài đi rồi, Đào Hoa thật sự rất khổ sở đó. Bằng nhi biết có ngài chống lưng cho nó đã bắt đầu ăn hiếp Đào Hoa rồi. Bối Lạc gia, ngài phải quản nó cho thật là tốt đó. Thôi được rồi đó. Bà mà không ăn hiếp cũ thì ta tạ ơn trời đất rồi. Bối Lạc gia, ngài từ từ thôi. Tôi sẽ kêu Băng Nhi ra ha. Thiên Hồng, chuyện gì vậy? Bối Lạc gia ở Dương phủ tới rồi, không thể để hắn phát hiện muội. Muội phải tìm chỗ trốn. Ê, Thiên Hồng, bên này. Mời ngài vào, Bối Lạc gia. Băng Nhi xin thỉnh an Bối Lạc gia. Bà còn đứng làm gì nữa? Bối Lạc gia, tôi thật là vậy mà cũng không nhận ra. Hai người nói chuyện đi. Bối Lạc gia,
Mời ngài ngồi. Ê, Bối Lạc gia. Nàng sao vậy? Nhớ ta sao? Bối Lạc gia đi khỏi Bàn Thành, Băng Nhi nghĩ là ngài sẽ không về nữa. Đúng là ta có việc phải rời khỏi đây, nếu không ta đã sớm về rồi. Bối Lạc gia, nhìn thấy ngài vui vẻ như vậy, chắc là công việc rất thuận lợi phải không? Chuyện đó có thuận lợi hay không cũng không quan trọng, nhưng mà gặp được Băng Nhi thì ta vui mừng rạng rỡ biết bao nhiêu. Sư phụ, có tìm được không? Không có. Vẫn không tìm được sao? Cái thằng bé Đinh Tiểu có thể đi đâu chứ? Khiến sư phụ rất lo lắng. Đỗ Lão Đại, con ở đây chờ sư phụ để ta tìm nó thử. Dạ. Con không được đi đâu hết, có nghe chưa? Ừ. Người cẩn thận nha. Tay nào của ngươi ăn trộm, đưa ra mau cho ta coi thử. Nói cho ta biết, chặt một bàn tay của ngươi hay làm đầy tớ cho ta một năm? Tôi không có ăn trộm đồ nhà bà. Chẳng lẽ đồ của nhà ta biết bay lên người ngươi hay sao? Tôi chỉ muốn mượn mấy cái củ cải của bà. Tại lúc đó tôi không có thời gian nói với bà. Hay vậy đi, hôm nay bà thả tôi đi trước đi, ngày mai tôi sẽ trả thêm mấy cái củ cải nữa. Ngươi cũng biết ăn nói lắm. Nói cho ta biết, ngươi trộm củ cải làm gì? Còn để làm gì? Trộm để ăn đó. Trời ơi, thằng bé khờ này, củ cải đó vẫn còn sống mà. Mặc kệ nó sống hay là chín, có thể tráng bụng là được rồi. Đi, lấy cho nó mấy cái bánh, cho nó đem đi. Dạ. Đá tả ba ba. Đỗ Lão Đại nè. Đinh Tiểu. Hả? Mặt của đệ bị gì vậy? Không sao, lúc nãy ra ngoài đệ bị chấp té. Huynh mau ăn bánh đi. Sao đệ không cẩn thận như vậy chứ? Sư phụ đâu? Sư phụ đi tìm đệ rồi. Đệ cứ đi lung tung, không chịu nghe lời. Đệ đã lớn rồi mà, không đi lạc được đâu. Sư phụ rất là lo cho đệ, đi tìm đệ rồi. Đúng là không hiểu chuyện mà. Huynh bị làm sao vậy? Khó chịu, không có sức. Hả? Ây da, huynh bị sốt rồi. Huynh ăn bánh bao này nhanh đi, để đi tìm ít nước cho huynh. Hả? Cẩn thận đó. Hả? Sao ngươi lại quay lại đây? Nè, ai quay lại vậy? Sao con lại quay lại đây? Con muốn tới xin miếng nước uống. Sao hả? Muốn xin nước uống? Con xin miếng nước cho sư huynh đồng môn của con. Huynh ấy đang bị sốt. Ý, con cũng còn sư huynh nữa sao? Đó là sư huynh trong đoàn hát đó. Con ở trong đoàn hát? Ừ. Từ nhỏ tụi con theo sư phụ đi kiếm sống. Từ lúc vào Bàn Thành, tụi con bị thất lạc, trôi dạt trên đường phố. Trời ơi, con kêu sư huynh con tới đây, ở lại chỗ ta một đêm. Đa tạ ba ba. Không cần đa tạ, con đã đa tạ ta rồi.